Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Tất vui được gặp lại quý vị qua bài đọc. Trận cuối cùng giữa hai thế lực ở nước Mỹ, tác giả Ngô Nhật Đăng kính mời quý vị cùng theo dõi. Cuộc đối đầu giữa hai thế lực ở Mỹ, một cuộc chiến một mất một còn giữa tự do và chủ nghĩa xã hội như tổng thống Donald Trump đã tiên đoán vào năm 2019 ngày càng rõ nét. Một bên là những người Mỹ chăm chỉ, yêu hòa bình, dồn năng lượng của mình để vun đắp cho giấc mơ Mỹ bình dị, lao động suốt đời để tích lũy tài sản cá nhân, sở hữu ngôi nhà riêng của mình và sống chia sẻ với đồng loại. Một bên là chủ nghĩa Mác xít với đám môn đồ của nó, những triết gia với sự phá hủy cùng đám quái thú đầm lầy Washington. Nhóm người được mắc ích xác định đó là giai cấp tư sản, nhưng hiểu vấn đề của giai cấp vô sản hơn cả giai cấp vô sản sẽ chăn dắt dân chúng làm cách mạng vì một lợi ích tốt hơn. Đám người bị chăn dắt đó là ai? Chính là đám Black Lives Matter. Tiến sĩ James Lindsay, một trong những cha đẻ của lý thuyết hoài nghi Mỹ Môn đồ của lý thuyết giới tính phân biệt theo chủ nghĩa hậu cấu trúc từng viết một công trình có tên Dương vật là khái niệm như một cấu trúc xã hội Lập luận rằng dương vật nên được xem là không phải như một cơ quan giải phẫu mà là một cấu trúc xã hội đồng hình để biểu hiện nam tính Tinh hoa dương vật này nói về Black Lives Matter trong một cuộc phỏng vấn như sau Bây giờ chúng tôi đang cố gắng áp dụng chủ nghĩa Lenin vào bối cảnh nước Mỹ, ví dụ như sử dụng các tập đoàn Big Tech như một phần của bộ công cụ và vì vậy, chúng tôi gọi chuyển động này là chuyển động thức dậy. Thức dậy là chủ nghĩa Lenin 4.0. DJ giải thích rằng, với ba phiên bản đầu tiên là hương vị của chủ nghĩa Lenin thông qua Lenin, Stalin và Mao. Mỗi phiên bản sau đều cố gắng sửa chữa những vấn đề từ phiên bản trước. Phong trào thức dậy ngay sau khi tập trung vào các vấn đề công bằng xã hội và chủng tộc và đã trở thành câu khẩu hiệu Black Lives Matter và được các nhà hoạt động sử dụng trên đường phố. Lindsay mô tả: Ý tưởng là bạn có một nhóm giác ngộ gồm những người có lẽ là một phần của những gì mà McKigg đã xác định là giai cấp tư sản những người hiểu về vấn đề của giai cấp vô sản hơn giai cấp vô sản và sẽ là chăn dắt họ vượt qua cuộc cách mạng mà họ cần phải có vì lợi ích tốt nhất và lớn hơn của họ. Lixay giải thích thêm. Hiện tại, những gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ là chúng tôi có khả năng chịu đựng được cho tới cuối câu chuyện, đó là sự khác biệt đáng kể của 4.0 so với 1.0. Vì vậy, chúng ta nên chỉ ra rằng ít nhất là vào lúc này, Lenin đã đi khắp nơi và giết những người bất đồng chứng kiến. Thay vào đó, chúng tôi tiêu diệt những người bất đồng chứng kiến ở đây. Người ta không còn ngạc nhiên khi thấy trong cái đám Blacklist right Master này có nhiều người da trắng và cả da vàng gốc mít. Đám bất thành nhân dạng này đang hí hửng, nhưng sẽ không lâu đâu. Đây là thời của Khải Huyền và mọi việc sẽ xảy ra đúng như nó đã mô tả từ ngàn năm trước. Đã đến ngày phán xét, những công chính chỉ cần công chính hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung trận cuối cùng giữa hai thế lực của nước Mỹ, tác giả Ngô Nhật Đăng đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.